Tiểu sử Giang Nhất Yến, người đẹp tứ đại danh bộ sau khi trắng tay vì bê bối. Từ nữ diễn viên hàng đầu showbiz Trung Quốc, Giang Nhất Yến đã liên tục vướng bê bối đời tư khiến cho sự nghiệp bị hủy hoại. 3 năm qua thì cô sống kín tiếng ở nông thôn cùng với chồng con. Giang Nhất Yến được đánh giá là minh tinh, tài sắc vẹn toàn. Cô đã từng được yêu thích với hình tượng văn học, trí tuệ trên màn ảnh xứ tỷ dân. Một thời thì Giang Nhất Yến cùng với Thang Duy được mệnh danh là nữ thần văn nghệ của showbiz Trung Quốc. Theo thời gian làm nghệ thuật thì hình tượng nữ thần văn nghệ của Giang Nhất Yến bị hoen ố. Cô đã vướng vào nhiều tai tiếng tình ái, ứng xử kém với đồng nghiệp, nghi vấn ăn cắp chất xám của người khác để đánh bóng tên tuổi, khiến cho danh tiếng tụt dốc thảm hại. Năm 2019, Giang Nhất Yến đã bị tẩy chay trong ngành giải trí. Cô đã phải lui về ở ẩn trong 3 năm qua để tránh sóng gió dư luận. Giang Nhất Yến có tên thật là Giang Yến, sinh năm 1983 trong một gia đình giàu có ở Thiệu Hưng, Chiết Giang. Mẹ của cô là nhiếp ảnh gia, còn cha là công chức. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ, từ khi lên tiểu học, Giang Nhất Yến đã được gia đình tạo điều kiện cho học nhiếp ảnh, khiêu vũ và guitar. Năm 15 tuổi, Giang Nhất Yến đã thi đậu vào Học viện Múa Bắc Kinh, hoạt động trong nhóm nhạc Presti Baby. Đến năm 2001, cô đã đỗ đầu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và trở thành bạn cùng lớp với Lưu Diệp Phi, Chu Á Văn, La Tấn. Với nhan sắc và tài năng nổi bật, Giang Nhất Yến đã được nhiều nhà sản xuất trong showbiz chú ý ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đạo diễn Doãn Lực là người đầu tiên dìu dắt người đẹp họ Giang vào nghề. Dưới sự giúp đỡ của Doãn Lực, Giang Nhất Yến đã có cơ hội diễn xuất trong Mậu Thân, Cát Định Quốc Đồng Chí. Sau đó, nữ diễn viên đã được chú ý qua các bộ phim như Tứ Đại Danh Bộ, 77 Ngày, Kiếm Vũ, Đồng Mưu, Hung Thủ Giấu Mặt, Viên Đạn Ma. Theo Stoutiao, Giang Nhất Yến là nữ diễn viên có đời tư phức tạp. Đây cũng là lý do khiến cho sự nghiệp của cô sớm suy tàn. Năm 2004, đạo diễn Cố Trường Vệ đã loại người đẹp ra khỏi dự án Khổng Tước vì cô đã thường xuyên đến muộn, quay phim không nghiêm túc do bận hẹn hò. Năm 2005, khi mà quay bộ phim Mùa Hè Có Em, Giang Nhất Yến đã có mối quan hệ mập mờ với nhiếp ảnh gia Dương Đào trong lúc hẹn hò với đạo diễn Doãn Lực. Hành vi bắt cá hai tay của ngôi sao sinh năm 1983 đã gây ra vụ bê bối tình ái âm ỉ với màn ẩu đả trên phim trường của hai nam chính. Sau đó, Giang Nhất Yến đã bị tố cướp bạn trai doanh nhân của nữ diễn viên Trần Hảo. Lợi dụng tình cảm với nhiều đồng nghiệp nam có danh tiếng cao trong nghề như Trần Đạo Minh, Đông Đại Vĩ hay Ngô Trấn Vũ để tiến thân. Trần Đạo Minh đã từng gây áp lực để đạo diễn Trương Hâm Nghệ làm nữ phụ và đưa Giang Nhất Yến lên đóng chính. Tài tiếng, tình ái lớn nhất khiến cho Giang Nhất Yến lao đao là với đại gia bánh ngọt La Hồng. Năm 2019, cô đã vướng vào tin đồn làm người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình của doanh nhân Trung Quốc. Cuối năm 2019, danh tiếng của nàng tài nữ showbiz đã chính thức sụp đổ khi mà vướng lùm xùm ăn cắp chất xám của người khác để nhận giải thưởng về kiến trúc tại Mỹ. Cô đã bị phát hiện không phải là người thiết kế, chỉ mua lại căn nhà có kiến trúc đoạt giải. Với việc quảng bá rộng rãi giải thưởng và điền tên bản thân vào sau nhà thiết kế chính trong danh sách dự bị, Giang Nhất Yến đã bị chê trách dữ dội. Việc vướng liên tiếp hai bê bối trong năm 2019 cùng với tiếng xấu cướp vai diễn của nhiều đồng nghiệp, hành động kém thông minh trên truyền thông đã làm từ thiện hảo để lấy tiếng khiến cho Giang Nhất Yến bị nhà sản xuất và khán giả quay lưng. Sau khi từ bỏ ngành giải trí ở độ tuổi 36, Giang Nhất Yến đã kết hôn và chuyển về vùng quê tại Vân Nam sinh sống. Trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, ngày 20 tháng 12, nữ diễn viên đã chia sẻ. Năm 2019, cô đã như rơi xuống vực thẳm khi mà vướng phải hàng loạt tai tiếng không thể cứu vãn sự nghiệp. May mắn, trong thời điểm khó khăn, Giang Nhất Yến đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Cô cho biết đã lặng lẽ lập gia đình và có một con gái. Giang Nhất Yến đã từ chối tiết lộ danh tính chồng. Nữ diễn viên đã cho hay bạn đời của cô sống giản dị, yêu thương vợ con và có niềm yêu thích phim ảnh giống vợ. Một số nguồn tin đã cho biết chồng của Giang Nhất Yến là nam diễn viên Triệu Hán Đường, từng diễn xuất trong các bộ phim như Đại Minh Cung Tử, Tây Tạng Bí Mật, Tây Tân Du Ký. Theo Giang Nhất Yến, hiện tại cô đã dành phần lớn thời gian để vun vén tổ ấm, hỗ trợ giáo dục ở các địa phương nghèo khó và rong ruổi nhiều nơi để chụp ảnh phong cảnh. Người đẹp cho biết áp lực cuộc sống khiến cho cô chọn cách rời xa và đưa gia đình về vùng nông thôn để tìm bình yên.
liên quan đến lùm xùm gian dối sao chép thiết kế của kiến trúc sư người Đức. Để thi giải kiến trúc, Gia Nhật Yến đã lần đầu thừa nhận sai lầm. Cô cho biết phải trả giá đắt cho việc nghĩ không đến nơi đến chốn của mình. Để thể hiện sự hối lỗi với nhà thiết kế, nữ diễn viên đã cho phá hủy căn nhà. Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai, sai lầm là do tôi. Nếu tôi thận trọng hơn, chín chắn hơn, mọi thứ đã không xảy ra như thế. Nhưng giờ không thể thay đổi được điều gì, tôi chỉ có thể chọn cách sống lặng lẽ để quên đi mọi thứ, Gia Nhật Yến nói. Đầu tháng 12, Gia Nhật Yến đã thắng kiện một tài khoản đã tung tin cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình doanh nhân La Hồng. Nữ diễn viên được bồi thường 60.000 nhân dân tệ, tương đương 8.000 đô và quyết định quyên góp số tiền này cho tổ chức giáo dục của Đại học Chính trị Trung Quốc. Một số bộ phim mà Gia Nhật Yến đã tham gia: Một mùa hè cùng em trong vai Lý Minh Tín, Tôi đã trao nụ hôn đầu cho ai trong vai Từ Nhã Tâm, Món ngon chớt người trong vai Coco, Thành phố sự sống và cái chết trong vai Giang Tương Quân, Cá trong nước trong vai An Tuyết, Thu Hỷ trong vai Thu Hỷ, Bí mật quý giá trong vai Ngụy Mỹ Tú, Vương quyền kiếm khách trong vai Điền Thanh Đồng, Hòa thành cúc xanh trong vai Tang Đoá, Tôi gọi bạn trong vai Linh, Dạ vợ yêu trong vai Thẩm Lộ, Nghỉ ngơi trên vai bạn trong vai Bảo Bảo, Người lạ Thượng Hải trong vai Tú Tú, Tứ đại danh mộ trong vai Diêu Kỷ Hoa, Viên đạn biến mất trong vai Phù Viện, Tứ đại danh bộ phần 2 trong vai Diêu Kỷ Hoa, Bút tiên ba trong vai Lina, Tứ đại danh bộ phần 3 trong vai Diêu Kỷ Hoa, Một đêm mơ tình trong vai Tạ Tiểu Tín, Thành phố tình yêu trong vai Tiểu Giang, Sát nhân biến mất trong vai Phù Viện, Kiếm khách bà thiếu gia trong vai Mộ Dung Thu Cơ, Người buôn bán trong vai Khả Nhụ, 77 ngày trong vai Lam Nhiên, Cơn bão đang tới trong vai Yến Tử.